ghen. Còn khổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Cô nào cũng có cảnh báo tới mức độ em, ví dụ em nói em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em nó y xì vậy luôn. Em đang ngồi trên xe đi, thế là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe nè Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cũng ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn. Alo rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn Hoa nữa hả, sao mà ngọt ngào như vậy là cũng quá mình tên đó luôn. Không phải ghen mà là cảnh báo trước cái cô đó, cảnh báo là cái bắp này nó đen thui rồi đó. Nhưng mà khi mà cái tóc của anh chị công chiếu á, tóc sống á, là 1000 cái comment là hết 999 cái comment là chửi anh tan tành luôn. Kêu cái ông nội này là một cái ông gọi là lăng nhăng mượn cớ để mà hả rù rì rú lý cô nọ cô kia, là anh nói thôi chết rồi.